Hello bọn fan của thằng Aki, hôm nay tao sẽ cho chúng mày xem thứ này, thằng Aki đâu ra đây? Hu hu anh Alex ơi, có đứa đánh em. Anh đừng tin nó chứ. Anh ơi, hay anh đánh chết mẹ nó luôn đi. Now every other day I've been watching you.